Gặp Anu. Và có vẻ như anh ấy đang đói. Ani, cậu lại lãng phí tiền vào trò chơi nông trại online nữa à? Được rồi, ổn thôi. Giờ cậu sẽ phải ăn đồ ăn thật đấy. Nhân tiện, cậu có biết Bill Gates có thẻ thành viên vàng của McDonald's không? Nói cho cậu quyền được ăn ở đây miễn phí. Và cậu rõ ràng cần nó hơn bất cứ ai khác đấy. Ồ, bắt đầu từ đâu đây? Xem nào, mình gợi ý xuất Suicide Burger đặc biệt từ Burger King. Nó bao gồm 4 lát chả, 4 lát bơ và thịt hun khói, 800 calo. Và khoai tây chiên Mickey D đây rồi. Chúng bao gồm 19 thành phần giấu kín. Anu, ăn đi. Một chiếc bánh burger có thể bao gồm bộ phận của 100 chú bò khác nhau liền lúc. Tính tổng nền công nghiệp đồ ăn nhanh, một năm 50 triệu chú bò đã bị sát hại. Và bạn vừa ăn xong rồi. Giờ thì uống chút soda đi. Bữa ăn ở đây chủ ý miễn phí vì nó kích thích sự thèm ăn của cậu. Thật may, để hài lòng nhu cầu của cậu, đã có 39.000 cửa hàng McDonald's mở ở 120 nước quanh thế giới. Và anh, dầu ăn tái chế từ khoai tây chiên còn làm nhiên liệu cho xe. Trong vòng 20 năm qua, số lượng người béo phì trên thế giới đã tăng gấp 3 lần. Bạn nên dừng lại đi, Anu. Bởi vì với chế độ ăn thế này, bạn sẽ tăng 10% cân nặng cơ thể một tháng. Và nó sẽ dẫn đến... Anu, dừng lại ngay. Giờ bạn còn bị tiểu đường loại 2. Bạn đang bị trầm cảm. Và mạch máu của bạn còn bị nhiễm mỡ. Và điều này sẽ khiến bạn bị nhồi máu cơ tim. Đồ ăn nhanh chứa hàm lượng calo rất cao. Và hầu như không có vitamin và chất khoáng. Lời khuyên của mình, bạn nên chuyển gấp sang chế độ ăn dinh dưỡng nấu tại nhà. Nếu không thì rắc rối lớn đấy. Đây rồi, tốt cho bạn đây, Anu. Hay là tối nay mình sẽ đến thăm bạn rồi ăn bữa tối nhé. Oh my god, Anu. Bạn đang làm cái gì thế kia? Lợn con nướng ư? Bánh chocolate caramel? Đây không phải ý của mình. Nó không phải về việc không ăn đồ ăn nhanh. Anh bạn, vấn đề nằm ở bất cứ loại đồ ăn calo nào. Và bạn ăn quá nhiều. Đồ ăn dầu mỡ tự nấu ở nhà cũng nguy hiểm như thế. Ôi Anu, có vẻ anh đã quẩy tới bến đêm qua nhỉ? Và thế lực nào đó mách bảo tôi rằng não anh đang loạn, chả khác gì cái phòng lộn xộn này. Anh thật sự không nhớ gì luôn á? Thật đấy à Anu? Đêm qua anh đã trở thành đàn ông đích thực ư? Chúc mừng anh Anu, đây là lần đầu tiên anh say rượu. Và nó hẳn là hậu quả không mấy dễ chịu của mấy người quen sơ sơ. Anu, làm một ly chúc mừng bạn mới anh nhỉ? À, chật, tôi thấy mà. Tất nhiên, nếu anh... Ôi Anu, anh thật sự định làm một cú để đời vì dịp này á hả? Thôi ra thì anh sẽ có cái để kể với bạn bè anh về sau. Như anh thấy đó, hậu quả của việc say rượu không chỉ là phá sức khỏe anh đâu. Nó còn phá số dư tài khoản của anh nữa đó. Tối qua anh hào phóng thật đấy, Anu. Anh là cơ trưởng bàn tiệc này. Giang anh đâu rồi? Nghe thấy chuông reo gì không? Không á? Không luôn. Anu, có thể anh không biết, nhưng mà uống nhiều quá sẽ làm anh cáu bản vô lý đấy. Rồi anh sẽ phải trả giá cho việc đó thôi. Anh có cách rồi. Làm viên kháng sinh nào. Chờ đã. Không, anh quên mua bộ sơ cứu mới rồi. Nhưng mà Anu, tất cả những rắc rối này cứ quay loạn trong đầu anh. Nước khoáng là một thứ kỳ diệu. Anh đang thiếu hydrat quá đấy. Anh chỉ cần bù nước vào cơ thể là được. Anh định tạo bọt bằng chúng nó á? Tôi khá hiểu là anh muốn ngừng uống sau vụ tối qua. Nhưng không phải ngừng uống nước. Anh không nghĩ là hết nôn nao dễ thế phải không? Ai đó gọi Spyback ngay thôi. Chúng ta có câu chuyện mới cho phần tiếp Josh rồi. Gì đấy Anu? Anh gọi xe cứu thương đây hả? Anh đi nạp lại năng lượng bằng một chiếc pizza ngon lành. Nhưng anh quên rồi à? Hơi thở sau khi say, đó là do sản phẩm phân hủy của ethanol xuất hiện trong cơ thể sau khi gan đã xử lý xong chúng. Một trong số đó là axit acetic, có cái mùi làm người ta rất ớn. Hey Anu, anh có chắc là anh muốn ngủ luôn sau khi ăn không? Xin lỗi nhưng mà anh quên việc đó đi. Sau khi uống rượu, tiểu não của anh sẽ suy giảm chức năng.
Anh mà nhắm mắt lại là tiểu não sẽ không đủ dữ liệu để định hướng được không gian. Và nó sẽ bắt đầu bẻ cong dữ liệu để truyền đến vỏ não. Chào mừng đến với trò ngủ xoay. Tội nghiệp anh Anu, trông anh khổ sở quá. Để tôi khuyên anh câu này, bây giờ uống cốc trà nóng may ra cứu được. Lấy chăn ấm mà đắp vào rồi ngủ cho say đi. Không hoàng tử nào đánh thức anh bằng nụ hôn nồng cháy được đâu. Dậy đi, đồ đầu đất. Anh đâu thể lấy trời xấu là cái cớ để trốn việc được. Anh không muốn làm việc sao? Vậy thì làm việc ngay trên giường thử. Khi NASA đang nghiên cứu về tác động của phi trọng lực lên con người, họ đã chi trả 18.000 đô la cho một người tình nguyện nằm trên giường trong vòng 70 ngày. Đừng có nghĩ đến việc ngồi dậy, Annie. Tôi sẽ thuê lính bắn tỉa trông coi nhất cử nhất động của anh đó. Anh sẽ phải ăn, uống và làm mọi thứ trong lúc nằm mà thôi. Gặp sau nhé, anh bạn. Này, anh có ngủ được chút nào không thế? Anh thế nào rồi? Có vẻ không ổn lắm. Có vẻ như anh mập lên rồi. Nạp năng lượng từ thức ăn nhưng lại chẳng vận động để tiêu hao gì cả mà. Nhưng bị thối loét rồi, tệ đây. Vì huyết áp cao nên máu ngừng chảy đến da. Đợi đã nào, anh bạn. Tin tốt đây, Anu. Anh sắp đạt đến kỷ lục của các nhà khoa học Xô Viết rồi đấy. 370 ngày nằm trên giường. Anh trông chẳng hấp dẫn gì cả. Mỗi ngày anh lại mất đi 5% tế bào cơ. Hơn thế nữa, xương của anh cũng bị tổn thương và thiếu vận động, nên xương của anh chẳng thể tự phục hồi và chúng nhanh chóng bị hư tổn. Và ngược lại, việc ngủ khi đang nằm như vậy lại trở nên bất khả thi. Nếu không hoạt động, não bộ chẳng thể phân biệt được đâu là ngày, đâu là đêm, hay là lúc nào phải đi ngủ. Những điều này cũng có lợi. Anh có thể xem các chương trình yêu thích hoài luôn đấy. Tôi sẽ để anh lại đây. Cứ tận hưởng nhé, Anu. Ôi trời đất, Anu. Anh đã biến bản thân thành gì thế này? Chuyện lính bắn tỉa là đùa mà. Nằm quá nhiều không hề tốt đâu. Ô, sao anh lại bắn cái bồn tắm đi? Hả? Chỉ vì mua cái máy PS5 đâu ư? Anh biết đấy, Annie. Một ông bác sĩ James Hamlin đã chứng minh việc không tắm trong suốt 5 năm là khả thi. Cùng thử thách nào. Bề mặt da của chúng ta là tổ cho một lượng lớn vi khuẩn sinh sống. Chúng được gọi chung là hệ vi sinh vật. Dễ hiểu rằng, nếu anh không dùng xà phòng thường xuyên trong thời gian dài, hệ vi sinh vật này sẽ phát triển về quân số tự nhiên. Có điều anh chỉ cần không tắm đến 3 ngày thôi, anh sẽ bắt đầu ngứa ngáy. Đừng lo, ra ngoài hít thở nào. Rõ ràng là không tắm có vài ngày thôi, nhưng anh bắt đầu có mùi hơi gớm rồi đấy. Ok, giải pháp mua xịt khử mùi cũng không phải ý tệ. Phong trào dùng nước hoa để ngụy tạo mùi hương cơ thể xuất hiện lần đầu ở thời kỳ Trung Cổ châu Âu. Thời đó họ tắm chỉ 2 lần trong cuộc đời thôi, lúc mới sinh và lúc chết đi. Yeah, cái mùi kinh khủng hết rồi đấy. Nhưng dùng khử mùi thường xuyên có thể gây dị ứng và cả khó thở nữa. Và lượng muối nhôm trong chúng có thể dẫn tới sự phát triển của bệnh ung thư. Ngay cả trong thời đại của ta, thế giới hiện đại, vẫn có những người rất hiếm khi tắm. Ngoại trừ mấy người vô gia cư, thì còn có những cư dân ở vùng cực Bắc, những người Eskimo và tộc Chukchi. Anh có thấy mình giống túi rác không, Anu? Không tắm quá lâu có thể làm anh thấy tự ti về bản thân đấy. Bọn trẻ hàng xóm sẽ vẽ đầy sơn lên nhà anh và làm trò về sự bốc mùi của anh. Anh đi đâu đấy, Anu? Ôi, tôi mong anh đừng làm điều gì dại dột. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh vừa bị McDonald's sa thải à? Đừng lo, mỗi người đều giỏi ở một lĩnh vực nào đó. Ví dụ, nghe nói một chàng trai đến từ Trung Quốc đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness vì anh ấy không chớp mắt trong 57 phút. Này, anh đi đâu đấy? Anu, cái gì? Anh đã phá kỷ lục sao? Bằng cách nào vậy? Anh dán mí mắt lại hả? Ôi trời, nguy hiểm quá. Việc chớp mắt là cần thiết để độ ẩm bôi trơn cho mắt. Tuyến lệ của chúng ta chứa các kháng thể
lysozyme và chất điện giải. Nếu không có chúng, đôi mắt của anh sẽ không có khả năng tự vệ. Vì vậy, tôi e rằng anh sẽ không thể muốn đọc hay viết lâu nữa đâu. Các hạt nhỏ li ti trong không khí sẽ bắt đầu đọng lại và làm sướt mắt. Ngoài ra, không chớp mắt càng lâu thì anh lại càng muốn chớp nhiều hơn. Ano, có một bí mật. Chớp mắt có một chức năng khác. Nó chia sẻ thông tin anh nhận được và thu hút sự chú ý của anh. Điều này có nghĩa là anh nhìn thấy càng nhiều nội dung thú vị thì càng ít muốn chớp mắt. Hãy cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng một điều gì đó giúp. Tôi nghĩ một bộ phim đen trắng cũ được đấy. Có ba loại nước mắt: phản xạ, cảm xúc và nước mắt nền. Bởi vì mắt của anh đang bị khô nên các tuyến nước mắt cố gắng bù đắp cho sự thiếu độ ẩm. Nhưng phim cũng không tệ. Ôi không, ai biết được bộ phim sẽ có một vụ nổ hạt nhân trong đó. Ano, anh cảm thấy thế nào? Ánh sáng chói làm mắt đau, thị lực kém đi. Đây là những dấu hiệu của bệnh viêm kết mạc. Bệnh này cần được điều trị đúng cách. Chắc chắn nó sẽ không tự biến mất. Ano, hãy cẩn thận khi đọc hướng dẫn sử dụng thuốc. Với thị lực dương 5, rất khó để đọc khi ở gần. Nhưng với độ cận thị âm 5, bạn sẽ gặp khó khăn khi nhìn các vật ở xa. Này cô, dừng lại đi, anh ấy không nhìn thấy gì cả. Ano, tỉnh dậy đi, có vẻ như anh đã bị bảo vệ nhà thuốc đánh đập và bị mất hết đồ đạc rồi. Tôi sẽ không ở trong điều kiện mất vệ sinh như vậy đâu. Không có sức để đi hả? Giống đến kỳ lạ với các triệu chứng của viêm kết mạc do virus. Điều này xảy ra khi võng mạc bị rách và virus xâm nhập qua đó. Ano, dậy đi. Anh sẽ bị áp xe và bong võng mạc và có thể bị mù vĩnh viễn. Anh có thấy những quầng sáng xung quanh không? Ơn Chúa, có vẻ như ai đó đã gọi xe cấp cứu. Lại có chuyện gì vậy? Ano, đây không phải là ma, là bác sĩ đấy. Ngừng lại, anh không thể trốn trong cánh đồng ngô này đâu. Cuối cùng nó cũng bị rơi ra. Đang làm bài kiểm tra IQ à? Đừng căng thẳng vậy. Anh có thể làm vỡ phần não bộ cuối cùng còn lại đấy. Anh ấy bực mình và muốn chứng minh trí thông minh anh ta cao hơn nhiều. Chỉ tự lừa bản thân thôi. Mặc dù mình có ý này. Bộ não hoạt động tốt hơn khi nhận được nhiều chất dinh dưỡng. Có thể xảy ra khi tuần hoàn máu nhanh hơn. Một liều adrenaline sẽ tăng nhịp tim lên 220 nhịp mỗi phút. Và tách cà phê 500ml sẽ cung cấp 350 nhịp. Giờ hãy xem bọn mình đã nuôi dưỡng đủ bộ não anh bạn chưa. Chà. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu khiến tim anh ấy co bóp 300.000 lần một giây? Máu sẽ chạy qua các tĩnh mạch chủ nhanh hơn 20 lần so với tốc độ âm thanh. Rõ ràng tất cả các tĩnh mạch và mạch máu sẽ vỡ ra ngay lập tức. Và trái tim của anh thậm chí sẽ không thể co lại lần thứ hai. Vậy nên bọn mình cần nâng cấp. Bọn mình sẽ thay thế trái tim anh ấy bằng động cơ và làm cho máu nhớt hơn. Bây giờ là câu chuyện hoàn toàn khác. Ở dạng này anh là siêu nhân. Tất cả các quá trình trong cơ thể được tăng tốc hàng nghìn lần. Đây sẽ là khoảng thời gian làm việc hiệu quả nhất trong cuộc đời anh. Với bộ não như vậy, anh có thể tạo ra công ty thành công hơn Google hoặc cải tiến lý thuyết về lực hấp dẫn của Einstein, thúc đẩy nhân loại trong 100 năm tới. Nhưng do quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh chóng, anh sẽ phải dành toàn bộ thời gian để đi vệ sinh. Nhưng đừng lo lắng, không tồn tại lâu đâu. Cơ thể anh chỉ chịu đựng được tối đa 2 giờ căng thẳng như vậy và sau đó... Bam! Cậu cần nhập viện ngay lập tức. Cậu có thể không chịu được nổi đến bệnh viện. Tim cậu có thể ngừng đập. Cậu cần truyền máu gấp để duy trì áp lực trong hệ tuần hoàn. Trong chiến tranh Việt Nam, dừa IVs đôi lúc được dùng để chữa trị cho người bị thương. Tuyệt quá. Nước dừa khá giống với chất đông máu trong cơ thể người. Vậy chúng mình có gì nào? Cola? Được rồi, bắt đầu thôi. Nhưng trước hết cậu cần loại bỏ hết gas đã. Nếu gas có trong nước đi vào mạch máu của cậu, nói tượng trưng thì nó có thể xé cậu thành trăm mảnh từ bên trong. Lắc và đổ ra, cola chứa đường, nho, đây chính là nguồn năng lượng nhanh hoàn hảo và cho phép cậu phấn chấn lại.
có vẻ như có tác dụng rồi. Cola đã đi sâu vào cơ thể cậu. Những diện mạo của cậu đã thay đổi một chút nhỉ, anh bạn. Thậm chí màu tóc của cậu thay đổi luôn. Nhưng ở mặt khác, cậu là vị khách được chào đón nhất ở bữa tiệc của trẻ em đấy. Với rất nhiều caffeine trong cola đi khắp tĩnh mạch của cậu, cậu chỉ cần ngủ 3 ngày một lần thôi. Giờ cậu có nhiều thời gian hơn người bình thường đấy. Sau tất cả, thậm chí vận động viên chuyên nghiệp uống cola để nạp năng lượng nhanh. Và cậu có thể đổ đầy lại ở siêu thị gần nhất. Không, dừng lại, cậu sẽ nổ tung mất. Chỉ một viên Mentos có thể tiễn cậu thành không khí luôn đấy. Đừng lo, nó sẽ không làm hỏng ngày của bạn đâu. Cola thậm chí giúp đánh bại trầm cảm nhẹ. Nhưng, thực sự thì Ano, hãy giữ chuyện này chỉ chúng ta biết thôi. Cola trong máu cậu nguy hiểm chết người đấy. Bán hợp đồng ư? Anh đã đi thử một vai nào đó rồi à? Cứ từ từ thôi, Ano. Và hãy đọc cho thật kỹ càng trước khi đặt bút ký nhé. Anh có thể kiếm được bộn tiền bằng việc cho thuê cái khoảng trống cực rộng giữa hai tay anh đó. Anh nghĩ sao hả, Ano? Trong đầu anh có hẳn một khoang siêu trống luôn nè. Để chiếc xe máy cũ của ông ngoại vào cũng vừa đó. Ano, để vào vai. Có vẻ như anh buộc phải tăng số cân lên gấp 3 rồi. Các diễn viên nhằm để trông chân thật hết mức có thể thường phải tăng hoặc giảm cân trong một khoảng thời gian ngắn. Christian Bale từ năm 2008 đến năm 2013 đã phải giảm cân 9 lần và cũng đã phải tăng tận 30 kg, tận 66 pounds đấy. Để tăng cân nhanh chóng, hãy dùng chiếc đĩa bự hơn. Như thế khẩu phần ăn lớn sẽ trông nhỏ hơn. Ăn nhiều đồ ăn vặt vào, Ano, như là trái cây khô, hạt và bánh mì kẹp bơ đậu phộng nữa. Và đừng quên món tráng miệng nha. Ano, có vẻ như tăng cân là tài năng tiềm ẩn của anh đấy. Anh làm tốt lắm đấy. Chà, sớm thôi. Anh sẽ sẵn sàng vào vai cho xem. Anh sẽ thành siêu sao luôn. Vậy, đó là lý do vì sao họ lại cần một diễn viên với số cân nặng khủng như vậy. Tệ quá, Ani. Có vẻ như mọi cố gắng của anh đã đổ bể rồi. Và tiền công còn không đủ để anh về nhà nữa kìa. Vậy anh định sẽ đi bộ về sao? Đúng không, Ano? Này, Ano, anh ổn chứ? Vì thân hình quá khổ này, xương của anh đã phải chịu áp lực rất lớn đấy. Chúng ta phải tính các chỉ số cơ thể của anh thôi. Với chiều cao 152cm và nặng 93kg, BMI của anh cao hơn 40 rồi. Và đạt mức béo phì cấp 3 đấy, anh bạn. Anh cần được giúp đỡ ngay. Đây, gọi vào số này đi. Một người bạn sẽ đưa anh đến một nơi bí mật. Đây, chỉ trong vài phút thôi, đống mỡ thừa sẽ được hút ra khỏi cơ thể anh. Ê, trông anh được đấy. Ôi không. Trời, đống da thừa đó sẽ nhắc nhở anh không nên đưa ra những lựa chọn ngu ngốc sau này. Và vì anh đã hút hết mỡ ra rồi, trên thị trường chợ đen sẽ có các công ty mỹ phẩm sẵn sàng trả 15.000 đô mỗi ký da thừa đấy. Chà, Anu, cứ đi về nhà. Bởi vì giờ tôi sẽ làm tim bạn ngừng đập 1 phần tỷ giây. Bình tĩnh nào, anh chàng ngốc nghếch. Tất cả điều này là vì lợi ích của khoa học. Trái tim như một chiếc máy bơm đưa máu đi khắp cơ thể với tốc độ khoảng 40.000m hay 40 km/h. Quãng đường máu đi qua dài hơn 100.000 km. Và nếu tất cả các mạch máu này cùng nằm trên một đường thẳng, chúng có thể quấn quanh quả địa cầu 2 lần. Ba, hai, một, dừng lại. Ano, bạn té cả quần à. Mất 4 giây để tim co bóp và khi giãn ra cũng vậy. Nếu bạn cộng tất cả những lần tạm dừng này trong cuộc đời của một người bình thường, thì hóa ra trái tim này đang nghỉ ngơi 20 năm. Vì vậy sẽ chẳng ai nhận ra chút tạm dừng chỉ 1 phần tỷ giây. Nhưng tôi đã có cách để sửa nó. Nhìn kỹ nhé, trái tim giống như một ngôi nhà 2 tầng. Có 2 phòng ở trên cùng, gọi là tâm nhĩ phải và tâm nhĩ trái, và bên dưới là tâm thất. Ở trạng thái bình thường, máu từ tâm nhĩ được đẩy vào tâm thất với áp lực mà theo giả thuyết thì máu có thể được bắn xa hơn 9 mét. Sau đó tâm thất đẩy máu vào phổi hoặc động mạch chủ và cuộc sống tiếp tục diễn ra bình thường. Nhưng nếu tâm thất ngừng ít nhất 7 giây, khi tất cả các bộ phận của tim đang hoạt động thì...
Bùm! Lượng máu đi qua sẽ tăng gấp đôi và nó sẽ bị xé thành từng mảnh. Hey, có vẻ chầu bia đêm muộn hôm qua khá thành công. Nhưng đừng quên là sáng nay anh có cuộc họp với các YouTuber có IQ dưới 60 đấy. Nếu đến muộn thì sự nghiệp anh đi tong, nên không có thì giờ đi giải đâu. Nhìn đi bạn tôi, tầm 150-200ml dịch lỏng thì bàng quang chứa thoải mái. Nhưng sau tầm 400-500ml là anh thấy căng rồi. Anh hẳn phải nốc nhiều lắm. Có vẻ ông sếp hơi cáu bản rồi. Khá chắc là ông ta không cho anh nghỉ giải lao mà đi tè đâu. Chất lỏng sẽ được lọc qua thận, sau đó sẽ đi qua niệu quản vào bàng quang. Anh sẽ thấy hơi nặng bụng đấy Anu. Anh phải gồng hết cơ lên mà giữ số nước tiểu đó thôi. Tôi khuyến khích là anh không nên cười Anu ạ. Hoặc hắt xì hơi hay ho cũng thế. Mấy thứ đó làm lực gồng yếu đi và anh có thể sẽ te dầm đó. Hooray, giờ giải lao, anh được cứu rồi. Trung bình một người sẽ đi tiểu từ 6 đến 8 lần trong ngày. Ô, anh đen quá Ani. Ở thời cổ đại thì người ta cho phép việc tiểu tiện ở nơi công cộng. Và buồng xí chỉ được chia giới tính từ năm 1792. Ok, hết giờ nghỉ rồi bạn tôi. Đến lượt anh thuyết trình rồi đó. Nếu anh nhịn lâu quá thì cơ bàng quang sẽ dàn ra, nghĩa là anh sẽ nhịn được lâu thêm tẹo teo. Nhưng việc này khá nguy hiểm. Vi khuẩn và axit ở bóng đái có thể xâm nhập ngược lại thận của anh, tạo ra viêm nhiễm và sỏi thận. Có vẻ là ai cũng tán thành sự không hài lòng của anh với chính sách công ty. Cố lên Anu, anh có thể nhịn thêm mà. Chỉ 50 người nữa thôi và anh sẽ được tự do. Chà, thế đó, đến lúc về nhà rồi. Anu nè, tôi khuyên anh đừng di chuyển đột ngột quá. Bàng quang đầy ứ có thể vỡ tung đó. Anh sắp tới nhà rồi. Giờ phải xả đống tích trữ suốt từ sáng thôi. Chậm rãi thôi. Ôi không, hàng xóm của anh ư Anu? Anh biết đấy, cái gã mà thích ôm người ta mỗi khi gặp nhau ấy. Chỗ rau quả này, vừa to vừa đẹp. Này, đừng có ăn trong cửa hàng. Chỗ rau đó đều là thực phẩm GMO đó. Chúng là đồ biến đổi gen. Quả cà chua này có gen của một con tằm đấy. Và dưa chuột hàng ngày chúng ta ăn cũng có 40% độ tương đồng với gen của người. Nhưng đừng lo, thực phẩm GMO vô hại. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy. Chúng ta hãy biến đổi gen anh, Anu. Việc làm thí nghiệm lên người là phạm pháp đó. Nhưng vào năm 2018 đã có hai đứa trẻ biến đổi gen được sinh ra ở Trung Quốc. Họ đã sửa gen để chúng miễn nhiễm HIV. Ta đang trong phòng thí nghiệm tối mật của lầu Năm Góc. Đây là chỗ họ sản xuất binh lính GMO. CRISPR-Cas9 là công nghệ mới cho phép cấy ghép ADN của sinh vật này vào sinh vật khác. Một con cá bình thường cấy vào gen từ một con sứa phát quang, thế là nó có thể phát sáng giống con sứa. Giờ nó là cá phát quang. Người ta biến đổi gen rau củ để bảo quản dễ hơn và ăn ngon hơn. Nhưng anh thì sao đây Anu? Anh muốn cao hơn không? Ta có thể cấy gen của Michael Jordan vào, sau đó bỏ cái gen toát mồ hôi ở anh đi. Anh suốt ngày chảy mồ hôi thôi. Ta-da! Anu phiên bản 2. Một cuộc sống mới bắt đầu. Hết toát mồ hôi rồi thì lên xe buýt người ta mới dám ngồi cạnh anh. Và cụ bà nhà bên cũng không còn gọi anh là đồ trai ế tóc đỏ người một màu nữa. Giờ chỉ gọi là trai ế đầu đỏ được thôi. Thế đó, kỹ thuật gen không quá hoàn hảo nhưng khá hứa hẹn. Những đứa trẻ biến đổi gen sẽ ra đời sớm thôi. Thậm chí ta có thể bỏ cái gen hung hãn ra khỏi các tù nhân. Một kỷ nguyên mới sẽ bắt đầu. Mưa đẹp đấy Anu 2.0 ạ. Hey, có chuyện gì thế? Anu, anh đang trộm đống ống tiêm đó từ phòng thí nghiệm. Cái gì? Anh muốn tiêm hết gen của quả dâu vào người để thơm hơn ư?
rồi gen của con chó Corgi để con đào đẹp. Đừng thế chưa Anu? Thôi ngay. Oh yeah, chú ơi, anh đã làm gì vậy? Tôi sai rồi, kỹ thuật gen quá nguy hiểm. Không chỉ với anh mà còn nguy hại cho cả thành phố này nữa. Cha mà ơi! Có vẻ công việc giao pizza của anh đình trệ rồi nhỉ? Giờ anh thử tưởng tượng nếu anh có hai đầu mà xem. Nổi tiếng ngay! Đời sẽ tha hồ thú vị. Anh sẽ thông minh gấp đôi. Và sẽ biết cách đi xe đạp bình thường. Nhìn này, anh chàng này đến từ gánh chiếc đó. Chú ơi! Con sư tử đó thật sự nhai luôn cả anh chàng hai đầu á? Không nha, anh ta không tổn hại gì. Nhưng có chuyện gì vậy? Buổi trình diễn lớn nhất bị hủy rồi á? Nè, có vẻ ông chủ của họ đã chú ý đến anh rồi đấy. Họ muốn anh. Nhưng anh phải đồng ý là có hai cái đầu nữa mọc lên trên cổ mình thế này. Không phải đúng mơ ước của anh luôn à? Chà, anh mà đồng ý thì chúng ta lại có cơ hội tìm hiểu về mấy trò phẫu thuật rồi. Ca phẫu thuật ghép đầu tiên được thực hiện bởi Charles Guthrie vào năm 1908. Ông ấy đã thí nghiệm trên chó. Một chiếc đầu được khâu vào cổ của con chó và theo chiều ngược. Vào năm 1950, Demikhov đã thực hiện một ca ghép đầu với đầy đủ chức năng. Ông đã ghép 20 chiếc đầu cùng lúc vào nửa người trước của những con chó. Cứ đầu con này lại ghép với thân con khác. Rồi sau đó là khỉ. Con này sau khi ghép đầu đã định lao vào cắn bác sĩ. Vào năm 2013, Sergio Canavero đã thông báo một kế hoạch ghép đầu người. Chi phí ước tính là 12,8 triệu đô. Vào năm 2017, dưới sự chỉ đạo của ông, đầu một người chết đã được ghép cho một cái xác khác. Kể ra nó khá hợp anh đấy Anu. Đổi một cơ thể mới thôi. Mong là anh không làm mọi thứ loạn lên rồi làm hỏng cái đầu đẹp. Anh sắp được tung hứng khi đạp xe một bánh rồi nhảy lò xo qua các vòng lửa rồi đấy. Yay! Có vẻ họ không thích anh ngu ngốc thế đâu Ani. Đừng láo nháo với mấy người đang kiểm soát thân thể anh nha. Dù sao họ cũng sợ anh tiết lộ phần mấu chốt. Giờ thiêng đã tới, tiết mục đỉnh chóp nhất. Tất cả mọi người đều đang dõi theo anh đó Anu. Hôm nay anh là con át chủ bài. Ngón tay qua rồi anh bạn, anh đang làm rất tốt. Thêm chút nữa thôi. Ô, có phải Tagaya đấy không? Cô ấy tới xem anh à? Ừ này, đừng mất tập trung. Ôi Anu, không phải lúc này Anu. Chết tiệt. Cố ra vẻ ga lăng khiến anh phá hỏng mọi thứ của mình và anh em nhà chùa. Đây là thất bại để đời cho gánh xiếc. Anh đã bị chặn bởi Lolita 97. Sau khi anh ấy si mê cô và bắt đầu bình luận xến xủa khắp trang cá nhân cô nàng. Và anh đã hồi phục tốt sau khi xoa dịu nỗi đau bằng kem. Mình chắc chắn sử dụng cái này cho chủ đề hôm nay. Hãy xem anh có thể tăng bao nhiêu cân. Nói đơn giản, để tăng thêm cân, anh phải liên tục tăng lượng calo nạp vào. Với cân nặng và lối sống lười vận động, chỉ cần anh ăn 6 viên Snickers bars mỗi ngày là đủ để tăng cân nhanh chóng. Khi anh đạt 300kg, phân bổ của Snickers phải là 14 thanh một ngày. Và khi đạt 2000kg, anh sẽ phải ăn và ăn nữa, cho đến khi ăn hết 17.000 calo thực phẩm mỗi ngày. Chưa có ai đạt trọng lượng lớn như vậy. 2000kg chỉ đơn giản là phá hủy cơ thể. Chất béo sẽ nén các cơ quan và tĩnh mạch của anh. Bạn sẽ thấy ngạt thở. Xương chắc nhất, dù hơn 4 lần so với bê tông, sẽ gãy. Nếu anh cố gắng đứng trên đôi chân này, với trọng lượng đấy, anh chỉ sống được trong vài giây, cho đến khi chất béo hoàn toàn bóp nghẹt anh. Vậy hãy hút ra một chút. Có vẻ như anh nên đi mượn mẹ chiếc áo ngực đi. Càng nhiều chất béo trong cơ thể, nội tiết tố nữ càng được sinh ra nhiều.
Bú to ra. Giọng nói thưa dần. Và người bạn của anh không còn gặp nắng vào buổi sáng nữa. Ngạc nhiên đây. Hình như Lolita 97 có anh chồng rất hay ghen. Đừng nghiêng người ra. Có đủ chất béo trong cơ thể anh để ngồi trong tủ không có thức ăn trong 3 năm mà. Anh chỉ cần cắt nhỏ vitamin và uống nước. À mà thôi,